Bát Nhã con ơi, trở mái chèo, thuyền rồng rước khách khỏi nạn eo. Trăm năm chưa có bằng một đức, tận nẻo trong gai khá lửa đèo. Tâm thành khấn nguyện hoàng nương, cho con pháp điển trì kinh hội này. Người nghe thức tỉnh dậy thời, người đem pháp thi phước đồng như nhau. Trần gian khổ lắm con ơi, thế tục dầm chan đã tận rồi. Di phước thiện duyên nhờ lấy thể, tạo thành ám thức hưởng lành thôi. Cơ trời sắp đặt xây rất gấp, mái tạo đưa gần cạnh qua khôi. Dục thúc nhân hiền qua cửa mộng, đưa người thức tỉnh để thiền trôi. Ngày nay mùng một tháng mười này, lời mẹ hứa dạy thời với con. Ngày nay bốn phận làm tròn, mẹ đem bản ngọc lầu son mẹ đề. Ngày sau cửa thanh giữa kề, đổ cho ba tánh trở về đường tu. Đời còn nhiều kẻ mê mù, không lo tu niệm thiên. Cuộc đời như thế cuộc cờ, ráng lo tu niệm kịp giờ qua sông. Người tu phải ráng bền lòng, dầu cho cực nhọc bền tâm tu hành. Cần trao một tấm lòng thành, tòa sen chính phẩm để anh chờ con. Dầu cho tâm trí hao mòn, mẹ đây tựa cửa lầu son mẹ chờ. Chờ cho bá tánh hết khờ, đem thuyền Bát Nhã bên bờ ngồi trong. Chờ cho con trẻ một lòng, đưa qua bỉ ngạn thẳng sông thiên đàng. Mẹ thương ba tánh lụy tràn, đêm khuya than thở trần gian có tường. Trần coi tu niệm là thường, làm sao trở lại Tây Phương cho gần. Mãi lo tranh chữ phú bần, chẳng lo kiếm chỗ đục thân sau này. Hiền lành chừng đó xúm dày, mẹ con xúm hiệp hội này chờ mong. Đời này như nước cạn dòng, ráng lo tu niệm mẹ trong đêm ngày. Kêu con sao cứ ngủ
hoài chẳng lo tu niệm ngày mai lên đàn. Nhìn con mẹ đổ lụy tràn, lo cho con trẻ trần gian lì phiền. Ra tay mẹ năm mối ghiền, đổ cho ba tánh vừa kề tiên ban. Chữ tô chơi có phủ vàng, làm tròn bổn phận thiên đàng mới lên. Bớ con phải ráng chí bền, có căn mới được giữa nền Phật tiên. Tu tâm phải ráng cần chuyên, nghe lời mẹ dạy cầm tiên hầu gần. Mẹ thương cho trẻ cõi trần, lòng còn ngu muội lập thân không tròn. Mẹ khuyên lời nói đã mòn, con người không nghĩ lòng son mẹ rầu. Thế gian nhiều kẻ cơ cầu, nghe kinh rồi lại giả hầu cười chê. Mẹ đây lòng luôn thảm thế, thương cho con trẻ lòng mê lỡ kỳ. Khuyên con tập tánh nhu mì, rửa lòng cho sạch con đi tu trường. Chuyện tu đâu phải tầm thường, làm rành mới được Tây Phương vừa kề. Làm xong mẹ rước con về trần gian, khổ lắm con mê chi hoài. Về trên ở cạnh chương đài, đêm thầy học đạo ngày rài ngâm thơ. Tu mau cho gấp kịp giờ, ngồi trên tiên cảnh mẹ chờ thành công. Chờ con rước lại tiên bồng, mẹ khuyên con trẻ con không tin lòng. Gần đây cuộc thế nào nồng, chừng con tỉnh trí khó trong kiếm mà. Mẹ nay đi đổ mọi nhà, đổ cho con trẻ tinh mà tu tâm. Thấy con lì nhỏ tuôn dầm, miệng thầy thiện niệm mà tâm không lành. Người tu tâm tánh cho rành, rồi đây mẹ độ cõi thanh được về. Con ơi ráng giữ mọi bề, sao mẹ độ trẻ trở về thiên thai. Khuyên ai sao cứ ngủ hoài, đường tiên cõi Phật dậy mau lên đàn. Mẹ đâu có giả phụ phàng, kẻ ngu người trí độ sanh hội này. Độ mau chớ có
trễ chạy ai khôn trở lại đài mây đằng gần. Ngu thời kẻ sợ người tần, rủ nhau hội họp lập thân cho tròn. Mẹ đây sang cạnh lầu son, đem thuyền bát nhã rước con đem về. Cuộc đời nay khổ nhiều bề, ham chi mà lại bỏ bê đạo lành. Rèn tâm giữ tâm lòng thành, mới mong trở lại cõi thanh là nhà. Sen kia đã nở một tòa, con tròn đạo đức con mà bước lên. Cầu cho con trẻ giữ bền, ngày sau con đặng giữa nền tiên ban. Thương con lụy đổ đôi hàng, thấy con trần thế gian nan muôn phần. Ra kinh mẹ dạy mấy lần, sao không thức tỉnh lập thân kịp kỳ. Long qua đại hội vậy thì, không lo dự hội còn thi hội nào. Thấy trần đổ giọt máu đào, nhìn xem mẹ lại khổ đau muôn phần. Mẹ khuyên con ráng ân cần, mau mau kiếp kiếp lập thân hội này. Mẹ khuyên con ráng ân cần, mau mau kiếp kiếp lật thân hội này. Tuần hoàng thiên địa đổi xây, thảm thương trần hạ lòng đầy âu sầu. Thế gian nhiều kẻ chưa rầu, nghe kinh rồi lại bụi đầu chê bai. Ngày nào về cẩm thiên thai, con nghe mẹ gọi ngày mai con về. Cầm tiên báo ngọc mê hề, mặt tình con hưởng phú phê tội lòng. Ham chi cái cảnh não lòng, đời cùng có giặc thông giống đằng nào. Trời xuôi con khổ mẹ đau, dưới trần máu đổ bàn đào lý tuôn. Mở ra mối đạo đau lòng, chỉ đường cho trẻ Tây Phương trở về. Con ơi tiên cảnh là quê, cõi trần là chỗ thảm thế lụy mình. Mẹ thương mẹ nói tận tình, kêu con cho khỏi ngục hình ngày mai. Con chưa thấy cảnh thiên tai, ráng tu cho trọn ngày mai hưởng liền. Con ơi tỉnh thất lạ tiền, quỳnh dung thanh lệ lai thiền đưa con.
Mẹ ngồi trên chốn lầu son, mẹ chờ thánh lễ đứa con rước liền. Con ơi cuộc thế nào phiền ham chi, chẳng chịu cõi tiếng quay về. Rồi đây cầm khổ hậu kề, ráng tu cho kịp trở về mẹ trong. Trở về cánh cổ thông dông, ở chi trần thế long đông muôn phần. Mẹ thương mẹ mới ân cần, lo cho con trẻ lập thân kịp kỳ. Long qua mở hội tràng thi, khuyên con ráng chí mà thi hội này. Ráng tu chớ có trễ chạy, nghe lời mẹ dạy đài mấy đằng gần. Chẳng lo kẻ sợ người tần, lo xong thì đặng vừa gần Phật tiên. Mau chân để bước lên thuyền, chậm chân thì trễ chuyến thiền kỳ ba. Ráng tu ở lại quê nhà, quê nhà tiên cảnh đây là trầm luân. Khuyên con lì nhỏ rưng rưng, sao con chẳng ráng đưa chân cho rồi. Cuộc đời khổ lắm con ơi, mẹ khuyên chẳng đặng lầm thôi thảm phiền. Giao cho con trẻ chiếc thiền độ, con cho đặng giữa miền tiên bang. Ham chi cái cảnh trần gian, trở về tiền cẩm an nhàn tấm thân. Đừng mê ở chốn trượt trần, ráng làm cho trọn lập thân hội này. Mau mau chớ có trễ chạy, ngồi trên đại ngọc lòng đây mẹ chờ. Chờ cho con gấp kịp giờ, con thuyền bát nhã bên bờ ngồi trong. Trông cho con trẻ tu xong, rồi đây mẹ mới trong lòng mừng vui. Độ con khỏi cánh đi ngậm ngùi, con mau trở lại chung vui mẹ mừng. Mình duyên lành một chiếc thiền, độ cho ba tánh khỏi miệng trần ai. Ai khôn trở lại chương đài, ai ngu ở lại trần ai ly mình. Mẹ đây trở lại thiên đình, mừng cho thanh lệ trọn tình trong. Chi lan mọc lẫn cỏ qua hường, chẳng để mũi gần chẳng biết hương. Hiền ngõ rủi xanh đời bão ngược, dầu cho thánh đức cũng xa thường.
Mẹ mở đạo tiên, mẹ chỉ rằng kỳ ba khuyên trẻ bước cho nhanh, kẻo trễ chuyến đò kỳ mạt pháp. Ngàn năm còn khó gặp đạo lành, rèm tâm gắn chặt lời mẹ dạy, sửa chí từ bi nhẹn mới thành. Tận thế cùng đời khai đại đạo, thượng quân nhung tốt trở về cành. Ôi đời mạt pháp, con đừng dùng thằng, con lo bước căn để lên thuyền. Con ơi kỳ này con thiệt hữu duyên, con gặp cảnh tiên hạ trần, thấy con có đứa ân cần chữ tu. Có con cũng giả mê mù, làm sao trở lại thiên phu mẹ hiền. Mạng lo trọng tước cao quyền, đem thân trần thế giao miệng trầm lưng. Con quên lòng mẹ bưng khuân, vì con mà mẹ lì rứng đôi hàng. Nằm trên tiên cảnh mơ màng, trực nhìn con trẻ sống sáng nơi lòng. Thấy con trần thế lòng đông, mẹ khuyên con ráng chí công tu hành. Đời còn con chớ tranh giành, ráng giành hai chữ đạo lành mẹ vui. Làm xong cho khỏi ngậm ngồi, làm sao mẹ khỏi sục sùi vì con. Thương con mối đạo con còn, làm sống bản ngọc lầu xóm danh đề. Đem con cửa thánh giữa kề, cho con thoát khỏi sống mê hội này. Chữ tu ngăn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mấy mẹ chờ. Chữ tu ngăn chi chớ chạy, ráng tu kịp hỏi rồng mấy mẹ chờ. Chữ tu còn đứa mê mờ, mẹ thương mẹ dạy làm ngơ nổi gì. Vì ai mà mẹ khổ lì, vì con mẹ mới sầu bi nỗi lòng. Con đặng thiêu răng vẽ rồng, làm cho con thảo phập phòng chữ tu. Nhìn con lì đổ lu bù, con đành đem dẹp chữ tu mẹ rày. Nghe lời tà mỹ mỉa mai, mau mau trở lại bồng lái cho gần.
kỳ ba độ hết cõi trần, ai khôn thì khá lập thân kịp cây. Sao con mê ngủ dậy thầy, kỳ thi đại hội không đi tụ trường. Chữ tu cho nó là thường, làm sao trở lại Tây Phương kịp giờ. Làm xong quỷ kéo ma trì, mẹ cho nó thử con thì làm sao. Thử cho già trẻ hé sao, thử xong mẹ lựa vàng tháo cho rành. Vàng kia mẹ lại để dành ngày, cùng đặng có cõi thanh đem về. Trần gian mặc sức nhúng trề, rồi con than thở giữa kề mẹ nghe. Nực cười miệng thế chẳng nghe, không tu còn lại chê dè đạo cao. Đến ngày thấy giọt máu đào, chừng đó thì mới chịu ngao ngán lòng. Bây giờ giả lại phập phòng, nghĩ mẹ tà mị trong lòng chẳng tin. Thương con mẹ mới thiệt tình, vì yêu con dạy bạch minh chỉ rành. Mẹ không phụ trẻ cho anh, kỳ tám mẹ mở đạo lành cho con. Khuyên con tâm trí hao mòn nhiều, con sao lại lạc lòng chẳng tin. Kỳ ba mẹ lửa hữu tình, dặn con ráng nhớ công trình mẹ khuyên. Một là con kiến thiền mộ đạo, hai con tuân lời tam giáo dạy rành, ba con ráng giữ lòng thành, bốn khuyên con trẻ nhọc nhằn ráng tu, năm con cố gắng chí tu, sáu lo tu niệm ngao du ích gì. Bảy con giữ dạ từ bi, tám con theo mẹ học thì đạo tiên. Chính khuyên con nhớ tình thiện, mười khuyên con phải vẹn tuyền chữ tu. Đường xa con thấy quá mù, cho nên ngao ngán chữ tu trên đời. Mẹ đây kêu đuốc rạng ngời, ráng tu cho kịp lo đời làm chi. Thương con mẹ nói vậy thì, lòng đây mẹ đã từ bi hải hà. Muốn sao ý trẻ giao hòa, đồng chung một máu vậy thì mới yên. Hoằng khai mối đạo khắp miền, vì thương con trẻ đạo tiên giáng trần.
tám còn có một lần làm ơn tịnh tri lập thân mẹ mừng. Mẹ kêu đuốc huệ chỉ chừng đặng cho con trẻ bước chân nhẹ nhàng. Khuyên con phải ráng sửa sang, giả con ở lại thiên đàng mẹ lui. Lửa đèo lửa thế độ nhân sanh, khó dễ mẹ cho hiểu ngọn ngành. Ám muội thì nhiều mưu tri ích, đường tiên chẳng bước đỏ con đành. Chiêu cung hạ bút ký thư đề, trì tâm nhớ trẻ hé màn quê. Kim khai đại hội ngồi trong trẻ, mẫu nhắn con sao không thấy về. Mở giọng khuyên con lòng tan nát, đạo lầm con gắn bỏ đường mê. Năm canh tỉnh giấc nhìn đời mộng, nhâm dần mẹ xuống thảm cùng thế. Nhâm dần lê dân lận đận, khai đạo ra chỉ dần con đường. Khuyên con để bước cho nhanh, đua nhau đặng có tranh giành đường tu. Cuộc đời như bóng phù du, sớm còn tôi mất công phu lỡ làng. Trong con để bước lên thoàn, mẫu gái cành quê đưa sang qua bờ. Thấy con phận gái còn thờ, con ơi nên nhớ mẹ chờ nghe con. Đường tu gắn chí cho tròn, con nên nhớ mẹ lầu son mỏi mòn. Kỳ tam con chớ hững hờ, ngày nay gặp mẹ kịp giờ cho tu. Con ơi chớ có ngao du, con đành để mẹ ngàn thu đợi chờ. Con ơi đừng giả tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị dây. Kỳ tam đại mây mở rộng, để tìm con khỏi động thân vàng. Tòa sen chớm nở đôi đàn, chờ con trở lại tiên bang mẹ chờ. Đường tu gặp cảnh đắng đo, con nên gắn chí tầm cho tận đàn. Làm xong mẹ rước lên thoàn, con nên nhớ mẹ lầu vàng đợi trong. Làm con phải ráng hết lòng, đường tu mở rộng ngồi trong con lành. Ngày nay gặp đạo chí thành, bền lòng theo mẹ đạo lành kỳ tam.
con ơi, cuộc thế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Làm sống hoàng mẫu khỏi rầu, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Nhìn con mẹ luôn ngậm ngùi, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Cuộc đời lắm nỗi thon gian, ráng tu cho đặng lo tròn long danh. Kỳ tam con phải siêng năng, làm sống dự hội long dân màu hoàng. Ráng xiên để bước lên thoàn, kỳ tám con trễ coi nhàn mẹ trong. Con ơi phải ráng bệnh lòng, ngồi trên đài ngọc ba luôn trong con hiền. Kỳ tám đời trẻ kê thiền, tiên cánh lầu son mẹ đợi, chốn bụi hằn con nghĩ ngợi mà chi. Con nên nghĩ đến từ bi, nhớ lời mẹ đã một khi than dài. Mẹ ngồi trên chốn chương đài, nhìn con mẹ mãi miết mài trầm luân. Nhớ con mà mẹ lụy rưng, và con ở lại chính tầng mẹ lui. Kỳ tám xuống tay cứu phàm gian, bạch ngọc quỳnh kim cũng chẳng màng. Chiều lì đôi phen đem thoát tục, nghĩ không đổ qua lì phải cười kham. Đôi lời mẹ gọi thiện tính con, nhất dạ bền tâm giữ đạo tròn. Một kiếp phù sinh là giả tạm, siêu phàm nhập thánh chốn cung xoan. Thị đời bóng xế còn chi đấy, ước đặng cõi nhàn khỏi thon dôn. Trẻ ráng thương dùm lời mẹ dạy, con ơi con hỡi bớ là con. Ôi mẹ nát ruột vì thương con dạy. Khuyên con nhẫn nại cho rồi, vì đời lọc lửa trao dồi tiện tâm. Nhớ con đổ lị tuôn dầm, diêu cung vắng bóng âm thầm buồn than. Nhắc đến dầm chán lệ ưa, nhớ con rồi mẹ chàng chưa lệ sầu. Dìu con quay gót quay đầu, đời con cho khỏi thảm sầu kỳ ban. Nhớ ngày lì đổ chan hòa, con ơi con hỏi sao mà dội quên. Mẹ già mỗi đợi kề bên, mẹ chờ tỉnh ngộ rước lên linh tòa.
con ơi, tiên cảnh là nhà con đành để mẹ kỳ ba trông chờ. Thương con lớn dạy nhỏ khờ, mẹ không đành giả lặng lơ phụ phàng. Con ơi tiên cảnh lạ nhàn, mẹ ngồi mẹ rước lên thoảng bơ con. Đêm nằm đổ lễ cung son, mẹ thương lập hỏi rồi con trễ kỳ. Long qua mẹ mở trường thi, con nào hổ chi dự thi hỏi này, nhớ con thao thức đài mây. Muốn sao con dạy lầu tay con về. Sao con chưa ngán cuộc đời, con đành để mẹ phương trời đợi trông. Con ơi nam nữ đành lòng đoạn tình, để mẹ ngày trong đêm chờ. Đường tu con chớ bơ thờ, đường tu thoát khỏi mê mờ nghe con. Muốn gần mẹ chiều thế tột, muốn thoát đời con phải dục thất tình. Lưới trời cao rộng thanh tinh, trong con mãn nguyện ngọc kính đem về. Cung vàng cảnh quê nhàn hà, con sống chi đời quân hạ mà ngam. Khổ đau sầu cũng phải cam, vui chi đó mà con ham bơ trẻ. Diêu điện kỳ tam hạt ra, tỳ bà kim nhảy nhẹ khuyên đời. Thương con mẹ mới cạn lời, vì nay mẹ đã sắp bài biến thiên. Thi hội mẹ đã lựa tuyển, lựa con hiền dẫn về kiển tiên đài. Nhớ con lễ nhỏ tuôn dài, cho nên mẹ mới hoằng khai mối đạo. Lựa đặng trai hiền gái thảo, sao con đành tâm phủi đạo mẹ hiền. Nhớ con lễ mẹ bình nghiêng, thương con trên chốn màn tiếng đau lòng. Nhớ là nhớ cảnh long đông, thương là thương trẻ khó mong quay về. Cho nên mẹ mới giữa kề ngày khuyên đêm nhau con về. Mẹ vui nhìn con và mẹ ngậm ngùi, đành đem dốc ngọc chôn vùi biển khơi. Thương con mẹ lửa con thời, lửa xong rồi mẹ lập đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi, con đành để mẹ mẹ ngồi đợi ai. Thương ngày con gặp đắng cay, muốn con thoát khỏi trần ai cho rồi. Con ơi con hỡi con hời, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Ngày nào dự hội đông phương, sáng đi mẹ rước đài chương con vào. Trầm hương phượng phất ngạt ngào, con vào mẹ thưởng hồng đào cho con.
quá thương mẹ mới chiều loàn, lo cho con trẻ lầu son thanh nhàn. Cực lòng mẹ chẳng buồn than, miễn con mẹ đặng lên thoàn mà thôi. Ngày đêm con ráng trao dồi, chữ tu của mẹ là ngôi thiên đàng. Tướng con đổ lỵ đôi hàng, cho nên mẹ mở kim thoàn kỳ ba. Diêu cung lì đổ trang hòa, con ơi nhớ mẹ vậy mà không con. Nhớ rằng mẹ khóc đài son, nhớ ngày lập hội xa con dài khờ. Tu hành con mãi u ơ, ngày nào con đặng kịp giờ thành công. Con đành để mẹ gắn công, con đành để mẹ lụy hồng đổ tu. Ngày nay mẹ quá đổi buồn, buồn cho con mẹ luôn tuồn mẫn nghe. Buồn là thấy cảnh thảm thê, ráng tu mẹ rước con về nghe con. Ngày mai mẹ đã lo tròn, giả con ở lại lầu son mẹ về. Tâm chí thành, lòng con đã kính, nguyện đem lời vàng của mẹ để muôn nơi linh tử nghe cùng. Hiểu được lời mẹ dạy, gắn công tu niệm, màn quê cảnh cũ quay về Đài Liên. Miễu ngũ hành Tây A thành phố, Bình Trưng Tây ở xứ quận Ngai. Rằng nay con mẹ tâm thành hùng chung ân tâm bộ kinh màu hoàng, khuyên đời tu niệm trần hoàng. Để cho ba tâm xa gần cùng nghe, duyên lành hỏi đủ dây thời, minh duyên quê nhân ghi lời chân kinh. Phước đầy quả mang duyên thành, xin để hồi hướng xa gần ứng chung. Nguyễn thị tài tuổi thời 68, người tâm thành hiệp ba giới cháu con. Tâm thành dân mẹ hôm nay, chứng lòng cho trẻ trần ai thân cầu. Nguyễn thị Lan hoàng dẫn con mẹ, người họ hầu tuổi chẳng 52. Bùi Anh Kiệt tuổi 45, Lê thị Trúc hộ hoàng nghĩa, Nguyễn thị Kim Duyên, Nguyễn Văn Kiên tâm ma thành khẩn đau. Ân tâm kinh này cầu phước ba gia, cố chi lại giới gì ba. Tâm thành mà chi viết ghi ra lời vàng, hơi trong linh tử cõi trần, nghe lời kinh kệ phát tâm tu hiền.
thời cày mạt pháp đừng dây chớ tiền danh lại buộc ràng tâm thân. Nghe lời khuyên đặng ân cần, cầu trên lĩnh mẹ chương tòa chứng tri, cầu phước đức hữu di cho trẻ ngơ, cầu gia đàn hạnh phúc an vui, cầu cho sức khỏe tâm thành, cầu cho dạng ý như lời hôm nay. Những người Phật tử tâm thành, cầu xin mẹ chứng con thời ngày nay. Khuyên đời tu niệm dạy thầy, đồng chung ba tánh cùng nhau lưu truyền. Nghe kinh rồi lại trao truyền, cho người hiểu đạo nghe cùng phước dư. Minh duyên huệ nhận tâm thành, ngày nay phó chúc đạo lành ba gia. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu Tát Đại chứng minh. Nam mô tam tòa thánh mẫu chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa kính mến, bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 17 này đến đây được viên mãn. Một lần nữa kính chúc quý liệt vị thật nhiều sức khỏe và cầu mong các bậc cao nhân, các bậc thiện tri thức đồng chỉ dạy thêm. Và rất mong quý vị đón nhận với tình cảm sâu sắc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu Tát Đại chứng minh. Bát Nhã con ơi trở mái chèo, thuyền rồng rước khách khỏi nạn eo. Trăm năm chưa có bằng một đức, tận nẻo trong gai cá lửa đèo. Tâm thành khấn nguyện hoàng nương, cho con pháp điển trì kinh hội này. Người nghe thức tỉnh dậy thời, người đem pháp thi phước đồng như nhau. Trần gian khổ lắm con ơi, thế tục dầm chan đã tận rồi. Di phước thiện duyên nhờ lấy thể, tạo thành ám thức hưởng lành thôi. Cơ trời sắp đặt xây rất gấp, mái tạo đưa gần cạnh qua khôi. Dục thuốc nhân hiền qua cửa mộng, đưa người thức tỉnh để thiền trôi. Ngày nay mùng một tháng mười này, lời mẹ hứa dạy thời với con. Ngày nay bốn phận làm tròn, mẹ đem bản ngọc lầu son mẹ đề. Ngày sau cửa thanh giữa kề, đổ cho ba tánh trở về đường tu.
trì Phật mẫu Tát Đại chứng minh, kính lễ mười phương tam bảo, chư Phật, chư Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, Tát Đại chứng minh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử linh tử gần xa kính mến, đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu hộ kinh Địa Mẫu Chơn Kinh, dịch giả Lê Công Đồng. Bộ kinh này do sự phát tâm của gia đình Phật tử Trần Văn Cao, 62 tuổi, pháp danh Thiện Ân, Phạm Thị Bảy, pháp danh Diệu Trầm, 56 tuổi, Nguyễn Minh Tuấn, pháp danh Thiện Minh, 37 tuổi, Phan Thị Mỹ Phương, pháp danh Diệu Lan, 36 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Lệ, pháp danh Huệ Châu, 35 tuổi, Nguyễn Văn Hùng, pháp danh Minh Hậu, 47 tuổi, Nguyễn Minh Tài, pháp danh Thiện Phúc, 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Nhi, pháp danh Diệu Tầm, 27 tuổi, Nguyễn Văn Phước, pháp danh Thiện Điền, 30 tuổi, Phan Thị Quyền Trang, pháp danh Diệu Hưởng, 30 tuổi, tại địa chỉ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam, thành tâm ấn tống bộ kinh này, xin gửi đến chư Tôn Đức cùng quý thiện nam tín nữ như món quà tinh thần để làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức bộ kinh Địa Mẫu Chơn Kinh. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng được giới thiệu. Hồi hướng sông thâu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bỗng nguyện lành. Trên cõi hương này xin đi mẫu ngữ chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh. Kính lại Phật từ bi quảng đại, vì chúng sinh muôn loại đạo điên, phương pháp phá giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp phá nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng, vì đời lắm kẻ lầm than nên thuyền bác nhà sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chi cả, tài thế tôn hoằng quá đạo màu, vô mình nên mới lo âu, rồi đường khổ khổ dân con nhất tâm đảnh lệ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh, con nhất tâm đảnh lệ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh, nam mô hội thượng Phật chứng minh, nam mô tam bảo đạo tràng chứng minh, nam mô con nhất tâm đảnh lệ tổ thầy chứng minh. Hoàng mẫu chân kinh.
bởi cộng đồng thánh thần tiên Phật. Nghe nguyện này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm. Địa mẫu đánh tối cao giác ngộ, điện linh quang tế độ chúng sanh. Hỏi ai chớ có lạc lầm, đời vàng châu ngọc chỉ rành nếu tôi. Cõi trần thế mệt mồ tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, sớm hay mau thức tình mẹ ban phước lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Đô phương trầm thâu đến diêu cung, thành tâm tấn nguyện đức ta màu từ. Trên khói hương này à, xin mẫu ngữ à, cảm ứng chứng minh tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng, trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu. Hạ quân kỳ ba long qua hội, mẹ bán điện làm mà mới rõ thông. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Chân đu tiền thành tâm cảnh mẫu, giảng dân nguồn thương sầu đồng bấn khoăn, nhìn đăng lòng tương mẹ gần bên con. Xưa mẫu ngự chim non tại miêu, tình thêm tay quyền diệu ứng linh. Tâm tình mẫu thương nhìn biển cả trùng dương nước bi ca, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong tình lượng sống nào, bao nhiêu sống lượng nghẹn ngào bấy nhiêu. Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sáng khai quá độ khắp nơi.
răng mẹ trứng lòng son vàng dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
án phù dân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày cây màu xóm trưa bay màu, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiên kẻ thờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phủ khắp càng khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đòn vang xa. Tùng kinh mẫu gia gia ngọn mơ, mẹ giáng trần con đoạn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai là do quyết mạch phi tài từ con. Quái linh mẫu bao gồm vô trụ, dưỡng nuôi con hấp ba hậu điển tiên. Phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tám nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều xóa đổi nhàn thanh. Mùa màng xuân tốt tươi xanh, quả hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sở, kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh chúng tao phùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thánh mẹ chứng tri.
dập đầu lại đức diêu kỳ điển thiên mẹ phổ cô quy dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu giữa sanh bảo mạng chân kinh. Cung cảnh ly dân thủy thành thơm ngát nga nhớ căn mười thập bát hằng niên. Đúng ngày giáng thế mẫu hiền thủy thành bát ngọc thánh quyền cung ngân. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân nghị lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước đi ngáo du vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền dòng bãi điện mẫu từ phố rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khiến đời ngỡ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phán chiếu cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non sông tươi tắm biển sông sâu thăm mây thầm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi kể từ vô thủy đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng điển quyền linh tỏ sáng mười phương. Tại dân nghi bát ngọc trà hương thành đề tâm lại mẹ xót thương chứng y đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Thượng tầng tỏ ánh quang minh chim non mẫu ngữ truyền kinh răng đời. Kim ngôn mẹ đây lời mặt quyết nga đức từ tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trong giữ dạng cho tròn mẹ hiền điển bao toàn chúng sanh. Tam nhật mẫu thành tâm kính mẫu tâm lòng son dòng thấu diêu cung. Dạ dạ xâm hợp trong phòng dân an quốc thới hưởng chung thanh bình. Mùa màng
sân tưới sông tốt, mẹ đỏ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy mà nên. Linh căn mẹ dưới trên phân rõ, tâm dân kinh mẹ tỏ lời châu, hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh, bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban, tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con làm hiếu thảo đàn tràng cung nghênh. Phước lộc thọ hiển vinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên, dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh, xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn hồi. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tổ thai nhi, thượng phần máu ngự phương phi, phần ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khi âm dương hội hiệp cùng nhau, mưa hòa gió thuận tươi màu quá xanh, nhân loại ngạt ngào chân thân. Vậy ai mới bước lành đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh, lời châu mẹ giải quyền linh, hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên, từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời tỏa sáng, mái huyền di hiện rõ thần thông. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn, điển thiên mẹ bảo tồn vinh cổ, chốn trung ương mẹ thủ địa châu, linh quang chiếu sáng nhiệm màu thiên
cầu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di, thiên lung địa diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quy diệu đài, thiên địa lập âm lai dương thế, khi thần giao dành giới điện linh, đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thường chuyển siêu tình căn nguyên, chính mẹ tạo tôi hiền Chúa Thánh, phổ điển linh chân tánh tâm thanh, chẳng ngần qua quá xanh xanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi, thần với khi hiệp thành thai thân, mẹ cô mang cành cánh đi thập niên, tình thương mẫu tử tiên liên, mười thô đúng nhật chia riêng què hào, trong y bát quái thần vào tám hướng, tám quả do mọi hướng định ra, sáu hào một què đó là 384 tẻ ra các hào, chúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyến dòng thánh thai, mình đi quân sức thế trần ai sao, vì thiên tử khi tài quyền quang, mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai, nhân hoàng tam địa thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây, vua phục hy ngài hay biến quá, bát quái phân phát quả điện linh, chỉ rành tám hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài, vua thần nóng phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc cấp nơi, đó là giống của trời xanh ra lúa gạo giúp đời an khang, vua hiển viên tạo bán nghi phục, đêm ấm mì no hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơm áo chốn trần để cho người thế tâm thân thanh nhàn, vô trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên, thượng tầng bao phủ điển tiên, chẳng rời xa khỏi mẹ hiền dưỡng sanh,
nhìn biển cả trời thanh nước biếc khắp ba bốn mùa tám tiết trở say gió ngàn to lượng tầng mây quá xanh nhân loại cỏ cây thu cầm có ngủ nhẹ bỗng trầm ngân thổi khắp muôn nước từ mẫu dương xanh các đời dương đế đại danh từ trong thân nghe mẫu trưởng thành mà ra danh đi làm có năm mẹ tỏ thắng cảnh chốn lâm sơn tiết lạnh sơn rơi có cây cổ thụ sống đời chắc dân trăm họ gió nơi màu nhân dân no ấm hiển vinh sống nhờ biển mẹ quyền linh phủ đầy khi lìa thế gọi thấy thân mẫu sự hoa xanh dời đòi vô thường thân mẹ là chỗ giữa nương từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn nào châu quận thôn làng tính quyền kè lâu đài cung điện quy nga am chùa quán xá lập ra hiền thành tiên thánh mẹ đà tướng phân chư Phật y đất kim thân do mẫu cả trăng châu ngọc bộ đó đây hiếu chi kẻ ước việc này lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành loại kim khí bạc vàng quý báu tất cả do mẫu tạo xuất ra dương hầu vạn quốc gia gia cũng do lệnh mẹ bán ra tôn sùng người dưới tế hiếu rung vạn dở bao quyền linh sao trước mẹ ban dân an quốc thới nhà an đế dương cùng cảnh đi mẫu hoàng từ tôn nước nào bị dập dòm chinh chiến cũng do nơi mẫu chiến phạt hành vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điển mẹ dằm đó ở đây có tạo lạnh the đầy lúa dài cùng quá quá rau cải trái cây nào là chua ngọt đắng
cái nào nà, lúa ăn thuốc muốn rừng cây ai tường, hành ớt hẻ gần đường tiêu tỏi, cắp nhân sâm nay khỏi bệnh đau, hoa xanh linh dược nhiệm màu cao lương mỹ vậy thiếu hoa đâu vật nào, lại có dấm châu dầu tương muối suối nào bằng nguồn suối tình thương, mẹ ban trăm vạn mùi hương lao tâm bỏm quyết khi đoạn thương vì con, công lao mẹ bút son khó tả, dù khói đau từ máu chăng sàn, nỡ nào quên đức nghĩa cho đành, vật ăn uống mẹ dành cho đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra, cánh đai áo màu phù qua bạc tiền vật dụng hiện ra hàng ngày, mẹ chẳng thấy một ai lòng thân mẫu xanh mang thưởng khắp nơi, vật chi chẳng xót trên đời máu không nghe có một lời nhớ thương, trong vô độ tận hoàng tạo quá do màu xanh ra quả địa cầu, dương trần như thể bèo trôi canh trời trống rỗng thám mơ sầu nắng bi, ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát bàn lãnh biệt tinh, từ vua chúa tới quân binh sẽ đều tận diệt nhân xâm điêu tàn, phương hướng dành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị tiêu, muôn loài dạng vật bao nhiêu phải đành cam chịu quạnh yêu khổ sầu, mẹ phán truyền châu cao quý ai sưu tầm diệu lý quang minh, thành này tâm khảo sát trên kinh thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành, từ tôn chiếu hiện lành ban phước, sắc lệnh phế người được hiển danh, khi tài quyền diệu cao minh mẫu từ giáng bút ngọc linh kỳ,
nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt. Chân khí như ánh ly đuốc tiên tiên, màu cho phán ly bổn hoàng nguyên chân thành đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tình khi hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tu hường cảnh thượng đài. Khai tâm trung kiện đạo ngay lý chân thâm, hiểu chớ rài bỏ qua. Cầu quán tưởng sâu xa kinh mẫu, truyền lời châu. Chánh pháp ấy đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chánh tỏ ngộ chi. Phụ ân Phật mẫu diêu trì đỏ đài, muôn kiếp chẳng thì tái sanh. Phật mẫu hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hõm đọn quá xanh, thời còn mồ mịt trước thanh chẳng tường. Thiên địa chia âm giới dương khí, nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm, thời gian sức thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng tự giả con thơ, quá thần chớp nhoáng phút giờ chia ly. Thứ không ngữ mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến qua chuyện đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền nước sóng mây trùng dương, nào ai
để già dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước em mong quyết mạch trùng hồn. Sớm về điện ngọc cung diêu, con lành cố gắng yêu trong tu tiền. Hỏi tí sổ hỏi tí sổ khai thiên tịch địa, giảng sự thành yêu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Mỗi câu mỗi lời mẹ thuyết, con từ nguồn mạch quyết chảy ra, gồm bao lời ngọc thiên ta chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia điều trì niệm mãi, mùa màng cây trái quằn say, ấm mây no hưởng lạc trần ai. Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dờn, điện quang mẹ bảo toàn trường cổ. Đạo con thơ hỏi đủ nhiều công, nếu ai chẳng tin bất tòng, mùa màng ruộng rẫy sâu trồng bỏ ăn. Cuộc sống đi đành khó khăn đi đau khổ, nhân sinh lầm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thì quả phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng trăng mười vào tiết trời đông. Mẫu từ sức hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phổ hết điện linh quảng đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an nhàn. Là con hiếu đàn tràng khung cảnh, mỗi hằng niên nguyện thành mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả, dân hương đăng tất
chân y từ mẫu chứng y minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền bá kinh nghĩa lý đồ đầy, từ tôn đại thọ nghi đầy cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phú bằng hằng sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui tưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo, năm trai làm kế tạo lửa hương. Hai giai hiếu đạo thần lương, đời đời nói giỏi to đường tâm môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, cảnh lễ ngày kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên sinh dạng đại hưởng âm đức dài. Sứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn tràn cầu bốn phía an sanh. Bảo toàn tánh nề mạng chúng sanh, mẫu hoàng phổ điện ứng linh lợi nguyện. Quốc dân nghi nào kiện thiền giống bay, thọ trì kinh nhớ mãi tâm ân. Mẫu từ cho sức thánh nhân, thông minh sức chung muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền đơn, phải sùng am tự quả sơn tượng hình. Rồi dân lên hướng linh thờ phượng, tạo lập thành tượng bái từ tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đặng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sức xây tái tạo mau đi. Tùy theo phương tiện hữu vi, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẹ chứng lòng thành cao tâm hảo, sẽ ghi con tên thảo đề danh. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phổi sạch ra trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận nghiêu, đắc quả cao cổ khiêu khai minh.
trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm thành. Mẹ sắc tư phong danh muôn thuở, chánh quả thành dứt nợ cần ai. Bán cho cổ phẩm điên đài trung ương, thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý bao, phu phổ đồng đất đạo kim tân. Mẹ ban đỏ hướng hồng ân, đủ danh này bố điện muôn phần gia gian. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liên, độ cho quốc thế dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy đức địa mẫu, nam mô con kính lạy địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này, với ánh linh cùng đức độ cao dài, công tế thế an ban danh còn đơn. Nam mô con kính lại địa mẫu ân độ sanh vô lượng, ân bảo kỳ cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian, mẹ thanh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mài. Nam mô con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tư hài, danh lần khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Nam mô con kính lại địa mẫu đấng anh linh vô hại, xin mẹ ban phép là cứu trần gian. Đang sống trong nghiệp chướng ngã chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Nam mô con kính lại địa mẫu, xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành. Cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ, ngủ canh từ canh một nhìn trần lễ tuôn rơi. Chúng dân khổ lệ nạn tới bời, nên lo tu tình này con dạy. Lại mẹ nguyện cầu bể khổ giới,
cánh hai điện lực rải mọi nơi, thiện nhân tu tịnh được thanh thơi, sao không cố gắng tu trì dạy thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm dòng vật chất, chôn lấp linh đời giấc nam ca. Cánh tư đắm đề cõi ta bà, điện linh ban xuống lời từ ai, kêu gọi thiện nhân nga nhủ mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bổ ban quyền diệu dứt quang thiên, thiện nhân cứu giấc tu hành dày, di lạc quái linh dạy chư. Ngày lòng mẹ băn khoăn cùng vì thương trẻ nơi chung bụi trần, nở nào xây mặt sắp lưng liêu chiêu, con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm giang, nếu không có mẹ tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con công, mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mờ, con ơi nghe mẹ thân đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đại hỏi con thì gặp cha. Ít lời kim khẩu thiết ra, dương gian con ở mẹ về thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa bảo dưỡng sanh A Di Đà Phật.
trà hoa lễ chí thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời cháu ngọc mẹ cần dạy biểu tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bên chỉ bờ lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chi tịnh giữ một lòng vẫn nhìn lo tu. Giờ này là tuyết âm mô điển thiên mẹ giáng xuống trần độ con. Đến con mới biết cùng son bờ bên đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp bạc ngang bài thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mẫu cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi lại đưa đức mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không diêu kỳ kim mẫu dược sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kiện thiền dòng bay màu hoàng chấn chỉnh đạo giao sắp an dân thần. Độ người khỏi chốn mù minh dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chúng dân tay quả đá dương lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ. Gió cất tự tôn tay riêng ba chủ dương cung tay mẫu đê đầu lại tả từ ân. Quang rồi xuống hướng lân tình thành khắp trong dân chúng đi làm lành thương yêu dầm giúp chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rồi tỏ năm màu có cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui bốn ma bể mới tường cơ trời sắp đặt thường dễ gian. Diêu kỳ chẳng chỉnh sửa sang mau hồn về cõi một đàn chánh quy. Kiện thiền dòng bãi từ tôn chuẩn nghi cao. Ơn trên cam lộ rào rào chúng con nguyện dòng ước ngao thái bình. Lại cầu mẹ ở thiên đình độ an dân chúng pháp linh tỏ tường. Nam mô vô thượng hư không đại chứng minh. Phẩm kinh con mới đọc
sinh, cho người thức tận tu hành bên mê phút chốc biến thành ao sen. Lý kinh sang suốt như đèn rọi vào tâm trí, tối đen sáng đèn tổng chân đẻ màu, có duyên gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu điển quang, cuối sinh Phật mẫu chứng lòng tâm nguyện, quyết chí gắn công tu trì. Nam mô vô thượng hư không địa ngục nguyện sanh bảo mạng chân kinh đại từng tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc từ thị tôn Phật. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy y Phật A Cú Trần Thế, nguyện sinh phước đi đức hùng bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy pháp là phương giải thoát, điển quyền linh của khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kỳ long quang. Quy tăng chân truyền máu đại, phải ăn chay giới luật nghiêm trang. Khổ hình giả tạm luân hồi, vô vi thượng cảnh trở về thiên cung. Nam mô vô thượng hư không như trì Phật màu tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe bộ kinh Địa Mẫu Chân Kinh do gia đình Phật tử Trần Văn Cao, pháp danh Thiện Ân 62 tuổi, Phạm Thị Bảy pháp danh Diệu Trầm 56 tuổi, Nguyễn Minh Tuấn pháp danh Thiện Minh 37 tuổi, Phan Thị Mỹ Phương pháp danh Diệu Lan 36 tuổi, Nguyễn Hồng Lệ pháp danh Huệ Châu 35 tuổi, Nguyễn Văn Hùng pháp danh Minh Hậu 47 tuổi, Nguyễn Minh Tài pháp danh Thiện Phúc 32 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Nhi pháp danh Diệu Tầm 27 tuổi, Nguyễn Văn Thứ pháp danh Thiện Điền 30 tuổi, Phan Thị Quyền Trang pháp danh Diệu Hưởng 30 tuổi, hiện ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nước Việt Nam. Tâm thành ấn tông chân kinh, truyền ra đại chúng gần xa nghe cùng. Nghe kinh mẫu sanh mây lòng tôn kính, phước nghi báo này quan hệ biết bao. Mẹ ngồi nơi chốn cung tiên, chính lòng con trẻ ngày nay chí thành. Cùng nhau ấn tính
cùng tay mẹ chứng lòng thành ni ơn bố đức dương trần con ơi. Đặng phước kỳ quả tu hành dưỡng thế mẹ ban truyền con mẹ ân dài minh duyên huệ nhận lu kinh truyền ra nhân thế nhà nhà đồng tâm nghe kinh mẹ phát lòng chánh tín phước lòng này nhờ mẹ ban cho chúc cầu ba tánh gần xa điện nam tính thế nở nhà nhà bình yên nguyện cầu tính chủ thành tâm phát tâm ấn hương tống bộ kinh màu hoàng nam mô vô lượng như không diêu kỳ tác đại chứng minh nam mô tam tòa thánh mẫu minh viên điện núi dinh bồng lai phật công đức vô lượng nam mô chứng minh sư bồ tát tác đại